Hôm qua 11 tháng 8 ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một lớp học đặc biệt chưa từng có mang tên là lớp học di cư đã diễn ra và thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ, những người đã đang và sẽ có nhu cầu di cư một cách an toàn cả ở trong và ngoài nước. Trong số những bạn trẻ ngồi đây, không ít người đều đang ấp ủ cho mình những dự định di cư vì nhu cầu học tập hay lao động nhằm phát triển bản thân. Không quá khi nói đó chính là nhu cầu có thật của đa số những người trẻ Việt hiện nay. Thế nhưng thực tế không phải ai cũng hoạch định được cho mình một kế hoạch cụ thể để di cư, du học hay xuất cảnh lao động. Nếu bạn sang đó mà lại không có những cái địa chỉ đáng tin cậy, những cái thông tin cần thiết ở nơi đến thì bạn lại đặt mình vào nhiều cái rủi ro khác nhau, những cái rủi ro về bị bóc lột. Và bóc lột ở đây thì rất là nhiều hình thức, bóc lột về mục đích tình dục, về mục đích lao động hoặc là thậm chí là lấy nội tạng và những cái mục đích khác nữa. Xoay quanh câu chuyện di cư của người Việt, có không ít những nỗi niềm, trăn trở, thậm chí tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tuy nhiên, bài học rút ra sau mỗi chuyến di cư ấy có lẽ không đủ ngăn làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị, từ những nước đang phát triển như Việt Nam sang các nước có nhu cầu lớn về lao động có dấu hiệu dừng lại. Vì thế, tự mình trang bị kiến thức là yêu cầu tiên quyết. Lúc nào cũng phải có được những cái thông tin về những cái cơ quan tổ chức mà có thể bảo vệ lợi ích của mình. Một trong những vấn đề rất quan trọng là những người di cư đó phải có một số các hiểu biết về ngoại ngữ, về cái ngôn ngữ mà nơi đó. Được biết, đây là chương trình do nhóm hiệp sĩ di cư tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động di cư an toàn tại Việt Nam, mà đối tượng hướng tới đầu tiên chính là giới trẻ.